Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này là buổi sáng. Hôm nay ở đây là thứ bảy. Lúc này rảnh rỗi. Tôi muốn làm câu chuyện có chủ đề nói về cách ôn luyện môn tiếng Anh. Ngày nay ôn luyện môn tiếng Anh thì chúng ta có thể có rất nhiều cách. Nhưng mà tiện nhất là chúng ta dùng cái app Google Translate. Đây là cái app Google Translate. Và kế bên đó là cái app Chrome. App Chrome giúp cho chúng ta truy cập lên cái kho dữ liệu khủng ở trên mạng. Ở dưới thì chúng ta có cái notepad, tức là cái note đó là để ghi chú. Với cái app này thì chúng ta có thể tự học các môn ngoại ngữ mình ưa thích một cách dễ dàng. Hôm nay tôi sẽ chọn cái đề tài học về các loại rau. Các loại rau thì đầu tiên á thì tôi sẽ mở cái Google Translate, tôi thép vào cái Google Translate, tôi mở cái Google Translate, và một bên á thì tôi sẽ chọn là Vietnamese, một bên thì tôi chọn là Vietnamese, còn một bên á thì tôi chọn là English. Như vậy thì tôi sẽ dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh. Đó. Tôi sẽ nhập văn bản vào đây. Nhưng mà có cái microphone, tôi chỉ việc thép vào cái microphone tôi đọc là nó sẽ ra. Thí dụ bây giờ tôi muốn học về các cái loại rau. Đó. Thì bây giờ đầu tiên là tôi nói về rau quế đi. Đó, à, tôi thép vào cái microphone và tôi nói: tôi thích ăn rau quế. Đó, bạn thấy là nghe tiếng Việt. Tôi thích ăn rau quế. À, bây giờ nghe câu tiếng Anh. I like to eat basil. I like to eat basil. Đó, nó dịch cái chữ rau quế là peso. Đó, ta viết cái chữ đó ra peso. Pasil. Peso. Tức là cái rau quế. Bây giờ để coi coi cái chữ này có phải là rau quế hay không. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy ngón tay chạm vào đó. Đó. Ta chọn cái chữ đó và ta nhấn vào cái copy, cái copy để ta chép nó vào dùng nhớ đệm, copy. Sau đó ta về trang home rồi ta mở Chrome, ta mở Chrome, đây là Chrome. Ta mở Chrome. Sau đó ta sẽ dán cái chữ đó vào trong dòng lệnh, mà đây là cái dòng lệnh, ta dán chữ đó vào trong dòng lệnh để ta lâu một chút khác đấy, ta đã dán cái nó vào dòng lệnh. Và bây giờ ta search, ta tìm, và ta tìm theo hình ảnh thì ta sẽ thấy nó hiện ra rau quế. Đây là những loại rau quế. Có phải rau quế không? Đó. À, chúng ta coi hình nè. Đó. Như vậy là peso là rau quế. À. Cách học này cho chúng ta thấy được âm và thấy được hình.
có âm, có hình. Cứ như vậy thì tôi sẽ học qua các loại rau khác. Bây giờ chúng ta trở lại trình dịch Google Translate. Người ta ăn phở, thích ăn rau quế, tức là khi ăn phở người ta thích ăn với rau quế. Ta nghe dịch. Khi ăn phở người ta thích ăn với rau quế. Chính xác. Bây giờ câu dịch. When eating pho, people like to eat it with basil. When eating pho, tức là khi mà người ta ăn phở. Phơ, chữ phở thì chữ ơ nó là chữ o, dấu hỏi thì nó bỏ đi, thành ra nó thành chữ pho, mình đọc phơ, phơ. When it pho, people like to eat with basil. Nghe lại. When eating pho, people like to eat it with basil. Basil là rau quế. Basil, please, cho rau quế. When eating pho, people like to eat it with basil. Basil. When eating pho, people like to eat it with basil. Cứ như vậy, chúng ta sẽ học qua các loại rau khác. Đây là cái trang home. Ở đây tôi đã mở Google Translate và Chrome. Google Translate sẽ giúp cho tôi dịch câu tiếng Việt Vietnamese ra câu tôi chọn ở đây Chinese Simplify, tôi sẽ đổi thành English. English đó. Bây giờ thì tôi sẽ đọc câu tiếng Việt, nhưng mà chủ đề hôm nay là tôi tìm hiểu các cái loại rau, các cái loại rau. Tôi thép vào cái microphone và đọc. Rau ngò gai rất thơm. Tôi nghe đọc tiếng Anh. Coriander is very fragrant. Coriander, rau ngò gai rất thơm, thì nó dịch là coriander is very fragrant. Nghe lại câu này. Coriander is very fragrant. Very fragrant. Bây giờ chúng ta thấy cái chữ coriander là nó là dịch cho chữ rau ngò gai. Coriander. Nghe lại. Coriander is very fragrant. Coriander is very fragrant. Đây, ta nghe đọc lại nhé. Coriander is very fragrant. Is very fragrant. Fragrant. Bây giờ chúng ta chép cái chữ coriander, nhấn vào copy. Bây giờ ta về trang home, ta mở Chrome và ở dòng search ta dán cái chữ coriander vào, rồi ta search, ta tìm. Sau đó ta tìm theo hình ảnh thì ta thấy nó hiện ra chữ coriander. Coriander. Như vậy rõ ràng là coriander không có giống với cái rau mà chúng ta nói là rau ngò tây. Ở đây nó là rau ngò thôi. Đó, nó là ngò thơm á, chứ không phải là ngò gai. Rau ngò thơm, cái này là ngò thơm đó. Bạn thấy cái lá của nó đây, đó, nó là rau ngò thơm. Coriander là rau ngò thơm. À,
đây là ngò tây nè, nó cũng là ngò tây nữa nè, Thai long coriander, tức là cái coriander cọng dài của Thái, thành ra nó cũng là coriander. Đây bạn nhìn thấy đây là loại rau coriander, đây nữa nè, đó, nó mọc ở dưới đất, mọc ở dưới đất. Vậy thì coriander cũng là rau ngò gai mà cũng là rau ngò thơm. Đó, qua cái hình ảnh thì chúng ta mới thấy được cái này nó gọi là Thai long coriander. Đó, tức là cái loại rau rau ngò gai dài cọng của Thái, Thai long coriander. Nhờ hình ảnh chúng ta mới xác định được chính xác cái chữ của nó. Bây giờ chúng ta trở lại Google Translate. Ăn phở phải có rau ngò gai. Nghe đọc tiếng Anh. Pho must have coriander. Pho must have coriander. Pho, pho là phở. Must have là phải có. Coriander là ngò gai. Anh có thích ăn rau ngò gai không? Nghe đọc. Do you like to eat coriander? Do you like to eat coriander? Anh có thích ăn rau ngò gai không? Do you like to eat là anh có thích ăn. Do you like to eat coriander, tức là ngò gai. Mà thật ra ngò gai người ta có thể hiểu nó là rau ngò thơm. Đó. Còn ngò gai nếu mà muốn ăn cái mà chúng ta muốn nói thì chúng ta phải nói là Thai long coriander, tức là cái ngò gai Thái. Đó. Bây giờ chúng ta học qua loại khác, hành. Đó. Nhấn vào đây chúng ta nói: tôi thích ăn cây hành cộng. Nghe câu tiếng Việt. Tôi thích ăn cây hành cộng. Câu tiếng Anh. I like to eat spring onions. I like to eat spring onion. Spring là mùa xuân, onion là hành. Onion có thể là hành cộng hay là hành tây. Đó, bây giờ chúng ta coi spring onion, cái hình của nó là sao, thì chúng ta chép cái chữ này, copy nó vào dùng nhớ đệm, rồi chúng ta chuyển qua Chrome, và ở dòng lệnh thì chúng ta chép cái đó vào, chúng ta ấn lâu lâu nó hiện ra chữ path, ta chép vào, sau đó ta nhấn nhúc tìm thì ta sẽ thấy hành cộng là spring onion. Đây là spring onion. Đó. Ta tìm theo hình ảnh image thì ta sẽ thấy hành, những cọng hành xanh. Đó, hành này gọi là spring onion. Ta ghi cái chữ này vô, spring là mùa xuân. Onion là hành. Onion là củ hành. Spring onion thì là hành cộng á. Đó, là hành cộng, là spring onion. Đây là spring onion. Dùng cách học này chúng ta sẽ chính xác quá được ngôn ngữ. Tức là ngôn ngữ của chúng ta không phải chỉ dựa vào chữ mà chúng ta còn dựa vào hình nữa. Đó, đó bạn thấy cộng hành. Nó còn gọi là green onion hay là spring onion. Bây giờ chúng ta trở qua Google Translate.
Ăn hủ tiếu người ta rất thích ăn hành cộng. Bạn thấy câu tiếng Việt sai. Ăn hủ tiếu người ta rất thích ăn hành động. Đó, hành cộng, thành ra ở đây ta sửa lại chữ động thành chữ cộng. Ta xóa cái chữ này, đánh bằng chữ C vô. Đó. Rồi, ta xác nhận lại. Ta nghe đọc. When eating noodles, people really like to eat onions. When eating noodle, tức là khi mà người ta ăn noodle là hủ tiếu hay là mì, cũng gọi là noodle. People really, really là thực á. Mà like là thích, tức là người ta thật sự thích. To eat onion, tức là thích ăn hành. When eating noodle, people really like to eat onion. Chúng ta nghe đọc câu này. When eating noodles, people really like to eat onions. Cái chữ onion này, bây giờ chúng ta sẽ coi nó đúng là hành cộng hay không. Ta chọn nó, rồi ta copy. Sau đó, chúng ta chuyển qua Chrome. Và chúng ta dán cái chữ đó vào search. Và chúng ta sẽ search nó. Rồi, chúng ta tìm theo image, tức là hình ảnh. Thì chúng ta thấy onion. Onion rõ ràng không phải là hành cộng, mà nó là củ hành. Đó, thành ra củ hành là onion. Đây là tất cả những củ hành, hay là hành tím, hay là hành cộng. Nói chung nó là họ của onion, họ của hành. Đây là họ của onion. Seven different types and how to use them. Onion tức là có tới 7 loại, 7 different type là loại khác nhau, and how to use it, và cách dùng nó như thế nào. Đó, thì bạn thấy là cái hành mà cộng dài mà to đó, nó gọi là leek, L-E-E-K, L-E-E-K, đó là hành mà cộng lớn. Mà còn cái hành mà chúng ta muốn ăn á, nó gọi là green onion. Green là xanh. Green là xanh. Onion là hành. Mà hồi nãy nó cũng còn gọi là spring onion. Đó. Còn cái củ hành á, thì nó gọi là white onion. Đây là củ hành trắng nè. Thì nó gọi là white onion. Củ hành ngọt. Nó có chữ sweet onion, đây là củ hành ngọt. Thì chúng ta có sweet onion. Đó. Rồi nó có củ hành đỏ nè, đây là củ hành đỏ, nó gọi là red onion. Đó. Chúng ta có chữ red onion. Đó. Và chúng ta có hành giống như hành đỏ nhưng mà củ nhỏ. Thì nó gọi là không, ở trên là yellow onion, nó phân biệt với white onion. Đó. Cái green white onion thì nó còn có cái yellow onion, tức là củ hành vàng. Ta phóng lớn cái này lên. Đó, ta thấy là shallot nó cũng là một loại củ hành. Shallot. Đây, tóm lại chúng ta có hành leeks, đó nó là hành, hay là nhiều khi còn nói nó cái gì, cái cộng leeks là cộng ngọt, tôi quên tiếng Việt, cái đó là cộng giống, nó giống như là mà green onion là hành xanh. Hẹ, leek là hẹ. Yellow onion là củ hành vàng. Nó có white onion là củ hành ngọt, củ hành trắng. Nó có sweet onion là củ hành ngọt. Nó có red onion là củ hành đỏ. Và nó có shallot là cái củ hành nhỏ. Củ hành đỏ mà nhỏ. Đó, đây là 7 loại
seven different types, tức là 7 loại, and how to use them, là cách dùng nó. Thành ra onion nó có 7 loại. Green onion, đó là hành xanh, hành lá. Hay là spring onion, cũng là hành lá. Leek là cái hẹ, ở đây nó cũng là hành, mà hành to. Yellow onion là củ hành vàng. White onion là củ hành trắng. Red onion là củ hành đỏ. Sweet onion là củ hành ngọt. Và shallot là củ hành nhỏ. Shallot. Đây, hành có rất nhiều thứ hành. Onion có rất nhiều thứ onion. Ở đây nó có tới 8 loại nè. 8 type of onion. Đó. Với cái tập này chúng ta sẽ hiểu vấn đề rất là chính xác. Hành là gia vị. Nó là một cái gia vị mà nấu ăn người ta rất thường dùng đến. Bây giờ chúng ta trở về Google Translate. Chúng ta học cây hẹ đi. Ăn hủ tiếu tôi rất thích ăn với hẹ. Ta nghe câu tiếng Việt. Ăn hủ tiếu tôi rất thích ăn với hẹ. Bạn thấy chữ tôi nó viết là chữ trôi này ra. Đó, nó có chữ sai. Lâu lâu nó có chữ sai vậy. Ta sẽ nhấn vào chữ đó. Và ta bỏ chữ R này đi. Đó, bây giờ ta có câu chính xác, nghe đọc lại. Ăn hủ tiếu tôi rất thích ăn với hẹ. Câu tiếng English, nghe đọc. I really like to eat hủ tiếu with chives. I really to eat hủ tiếu. Hủ tiếu ở đây là chữ hủ tiếu á, thì nó là lúc thì nó dịch là noodle, lúc thì nó dịch cái âm. Hủ tiếu nó dịch cái âm là hủ là không có dấu hỏi, thành ra chữ hủ. Tiếu chữ e nó thành chữ e, dấu sắc nó bỏ đi, thành ra hủ tiếu nó dịch thành hủ tiêu. Hủ tiêu with cheese. Cheese là hẹ. Ta nghe lại câu này. I really like to eat hủ tiêu with chives. Oh sorry, đọc là chai, tức là chữ y ở đây á thì chúng ta đọc âm i, không phải đọc là âm y, thành ra chives. Nhờ vậy mà chúng ta mới biết cách phát âm của cây hẹ. Nghe lại. I really like to eat hủ tiếu with chives. I really like to eat hủ tiếu with chives. With chives. Chives là cây hẹ. Bây giờ ta coi cây hẹ nó ra làm sao. Ta thép, ta cắt nó vào dùng nhớ đệm. Copy. Sau đó ta về Chrome. Và ta dán cái chữ chives vào trong dùng nhớ. Dùng search, dòng search. Dán nó vào đây. Sau đó ta tìm, và tìm theo image, tức là tìm theo hình ảnh, thì chúng ta thấy đúng là cây hẹ. Đây là cây hẹ, bạn thấy không? Chai, cây hẹ. Ở đây nó lại viết là chai đối lại vs với green onion. Green onion là hành xanh đó, hành cọng đó. Mình thì gọi là hành cọng, nó thì gọi là green onion. Có khi thì nó lại gọi là spring onion, đó là hành cọng. Còn chai là cây hẹ. Đây là cây hẹ, bông hẹ nè, đó bông hẹ nè. Chai. Khi để già đó thì nó mọc, nó sẽ ra bông, đó nó sẽ ra bông. Hẹ đó thì ở mấy cái bang miền Bắc, Tây Bắc nước Mỹ á, thì hẹ tới mùa đông á thì chúng ta không cần phải dọn dẹp nó, cứ để nó, và qua mùa xuân mùa hạ nó tự động mọc lên. Cái hẹ không cần phải trồng lại, trồng một lần là ăn hoài đó. Mà hẹ thì người ta nói ăn rất là tốt đó, bởi vì nó tẩy ruột đó. Nó là cái chất xơ mà có tính chất làm sạch cái đại tràng đó, thành ra ăn hẹ rất tốt.
child, ta đã biết cách đọc chữ hẹ là nó là chữ y nhưng mà đọc âm i, thành ra ta đọc là child chứ không phải đọc là chiv, đọc là child. Với cách học này ta sẽ biết được tiếng nè, biết được chữ nè, mà thấy được hình nữa. Đó là một cách học rất là lý thú. Ta trở lại cái Google Translate và tiếp tục qua câu khác. Bây giờ chúng ta nói coi còn rau gì nữa. Rau, ta hỏi rau húng cây đi, ta coi nó biết không. Ta nhấn vào cái New Translation, tức là mới. Ta nhấn vào cái microphone và đọc. Tôi thích ăn rau húng tây. Đó, ta nghe đọc. I like to eat basil. Rau húng tây đó, nó cũng là basil. Hồi nãy chúng ta thấy basil, nó thì nó vừa là ngò thơm mà vừa là rau húng tây. Bây giờ ta qua một loại rau khác. Tôi thích ăn rau đắng. Ta nghe nó đọc. I like to eat bitter vegetables. Nghe lại. I like to eat bitter vegetables. Bitter là đắng. Bitter. Vegetable là cải, là rau cải. Bitter. Vegetable. Ta tìm hình cho chữ này. Ta tìm hình cho chữ này. Ta chọn nó rồi ta copy chép vào dùng nhớ điểm. Sau đó thì chúng ta qua trang Chrome. Ở trong dòng search thì chúng ta sẽ dán cái chữ đó vào đây. Rồi ta search theo image, hình ảnh. Đó, thì chúng ta thấy bitter vegetable. Bitter vegetable. Vậy thì nó là gì? Nó không phải là rau đắng mà ở đây nó là khổ qua. Nó là một cái dạng bitter melon. Nó là một dạng khổ qua, hễ có chữ đắng thì nó là dạng khổ qua. Nó là bitter. Khổ qua. Trái khổ qua thì nó gọi là bitter melon, hay là summer vegetable, đó là những loại rau mùa hè. Bitter rau. Đó. Này là đây, bitter melon cũng là nó, bitter melon. Cũng là khổ qua. Khổ là khổ, là đắng. Tiếng Hán Việt khổ là đắng. Qua đó là cái melon, tức là trái dưa đó. Thành ra có nhiều khi người ta còn gọi nó là loại dưa đắng. Khổ qua người ta còn gọi là dưa đắng. Dưa đắng ăn cũng tốt. Đây là dưa đắng. Bây giờ chúng ta trở lại. Rau đắng thì nó là dưa đắng. Ta nghe lại câu này. I like to eat bitter vegetables. I like to eat bitter vegetables. Bitter là rắn. Âm y nha. Bitter. Bitter là đắng. Bitter vegetable là loại rau đắng. Tiếp tục. Tôi thích ăn salad. Nghe đọc. I like to eat salad. I like to eat salad. Salad. Bây giờ ta coi salad, cái hình của nó ra làm sao. Ta copy nó. Rồi ta về trang Home. Ta mở Chrome. Và ta dán cái chữ đó vào dùng
vào cái dòng search path đó, rồi ta chọn nó, rồi ta nhấn vào tìm, rồi ta tìm theo image đó, thì ta thấy salad. Salad, yeah, salad là gì? Salad á thì nó là lộn trộn nhiều thứ, nhiều thứ, chứ nó không phải là một cái loại rau. Chữ salad nó là nhiều thứ trộn vào với nhau đó, nó có bỏ sốt mayonnaise, có bỏ bơ đó, nó tạo ra một cái dĩa rau củ đó. Thành ra khi chúng ta kêu salad là nó là rau củ đó, thường thường nó nhiều thứ trong đó, nhiều thứ rau củ trong đó. Bây giờ ta trở lại Google Translate. Bây giờ rau gì nữa? Rau tí tô đi. Người ta có rau tí tô. Tôi thích ăn rau tí tô. Cho nghe đọc. I like to eat perilla. Perilla. Perilla là rau tí tô. Nó dịch rau tí tô là perilla. Ta nghe đọc lại. I like to eat perilla. Bây giờ ta chọn cái chữ perilla. Đó, ta muốn coi hình của nó. Ta cắt chữ này vào dùng nhớ đệm, ta nhấn vào copy. Sau đó ta về trang home, ta mở Chrome. Và ở dòng search á thì ta sẽ dán cái chữ perilla vô đây, perilla vô đây. Và ta search theo hình image. Đó, như vậy ta sẽ thấy rau tí tô. Đây là rau tí tô perilla. Đó, perilla, rau tí tô xanh nè. Perilla, perk là rau tí tô tím. Perk là tím. Perilla là rau tí tô. Rau tí tô có rau tí tô tím và rau tí tô xanh. Đó. Nó còn gọi là shiso. Đây là những loại rau tí tô, perilla. Cái này nó gọi là shiso, purple, shiso tức là shiso tím, purple, shiso tức là rau tí tô tím. Đây, tí tô có khi nó tím đậm mà có khi nó tím lợt. Rau tí tô người ta cũng nói là ăn rất là tốt. Perilla hay là shiso, shiso, purple shiso, perilla, đó là rau tím. Cái hộp của nó rớt xuống thì nó sẽ mọc ra cái cây và cái người ta ăn cái lá của nó, cái lá của nó, shiso hay là purple shiso hay là perilla, perilla. Trồng một hai cây thôi là chúng ta có thể có lá rau tí tô để ăn. Đây đó, nó có loại tím cái mặt trước mặt sau của nó. Đây là rau perilla hay là shiso, rau tím. Bông của nó đây. Bây giờ ta về Google Translate tiếp tục. Ta thấy ở sau vườn rọc mọc rất nhiều rau cằn cua. Bây giờ ta thử coi rau cằn cua nó biết không. Tiếng Mỹ gọi là sao. Ta nhấn vào cái microphone và ta đọc. Rau càng cua ăn rất ngon. Ta nghe đọc. Watercress is delicious. Water là nước. Watercress nghĩa là watercress là rau càng cua. Is delicious là ngon. Chữ này là rau càng cua nè. Watercress. Ta nghe đọc câu này.
Watercress is delicious. Delicious là ngon. Watercress là rau càng cua. Bây giờ ta coi hình của nó, ta nhấn vào chữ copy để cất cái chữ này vào dùng nhớ đệm. Sau đó thì ta về, ta mở Chrome và trên dòng search thì ta dán cái chữ có trong dùng nhớ đệm, đó là watercress. Bây giờ ta tìm và tìm theo image, tức là tìm theo hình, thì ta thấy đây là rau càng cua. Đó, rau càng cua là watercress, bóp giấm nè, watercress. Watercress salad, tức là làm salad, làm cái dĩa rau cải với watercress, tức là với rau càng cua. Ta phóng lớn lên nè, ta thấy rau càng cua. Người ta cũng có thể xào nó với vài miếng tỏi. Nó mọc rất dễ ở trên các cái chậu cây. Đây, rau càng cua. Cứ như vậy mà chúng ta sẽ học được tiếng Mỹ, vừa tiếng, vừa chữ và vừa hình. Ta trở về Google Translate, học qua cái loại rau khác. Bây giờ ta nói là rau sam đi, coi nó biết rau sam không. Ta thép vào cái microphone: tôi thích ăn rau sam. Ta nghe đọc: I like to eat purslane. Purslane. Purslane là rau sam. Purslane. Purslane. Nghe đọc lại: I like to eat purslane. I like to eat purslane. I like to eat purslane. Rồi, ta chọn nó. Ta cất vào dùng nhớ đệm. Rồi, ta về home. Rồi ta mở Chrome. Ở trên dòng search ta dán cái chữ đó vô đây là Birchland. Birchland. Bây giờ ta tìm nó và tìm theo hình ảnh, image. Đó, ta thấy đây là rau sam chính hiệu luôn. Nó mọc ở dưới đất, nó mọc là ở trên mặt đất. Đó, rau sam. Đó, nó có bông màu vàng. Đó, nó mọc ra. Đây là loại rau ăn rất là tốt. Purslane. Purslane. One of the most nutritious plant in the garden. Một trong những cái món ăn rất tốt được trồng ở trong vườn. Đó. Nó tự nhiên là nó mọc. Đó là purslane, tức là cái loại rau sam. Đây là rau sam. Cách học này giúp cho chúng ta vừa nghe được tiếng, vừa thấy được chữ, mà vừa thấy được hình nữa. Thấy được hình rất là lý thú, đúng không? Ăn thua là chúng ta sử dụng quen, sử dụng quen. Và siêng năng học, khi sử dụng quen chúng ta sẽ cảm thấy vấn đề rất dễ. Đây nè, thấy rất rõ. Purslane, tức là rau sam. Đó, rau sam. Bây giờ ta trở lại Google Translate. Bài học đến đây đủ thời lượng. Chúng ta nói câu quen miệng: chào, hẹn gặp lại. Nghe đọc: see you again. Bản lẽ là bye, see you again. See you again. See you again. Ở chữ chào này nè, chúng ta đặt dấu than vô đây. Đó. Rồi mới hẹn gặp lại thì nó sẽ hiện ra
bye, see you again. Bye, see you again. Chào. Hẹn gặp lại. Nó bỏ chữ chào đi. Câu này cũng là câu chào. Nghe lại. See you again. See you again. Mai gặp lại nhé. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Đó là cách học tiếng Anh với Google Translate và kết hợp với Chrome. See you again. Tôi đã dùng cái app Google Translate trên cái điện thoại kết hợp với cái Chrome để thực hiện những bài học English một cách sinh động. Cách học này, cái hay của nó là chúng ta tự chọn cái đề tài, tự chọn chủ đề và chúng ta tự soạn ra giáo án, tức là cái bài học. Cái cách học thì cho chúng ta kết nối được cái tiếng Mỹ và tiếng Việt qua cái trình dịch Google Translate. Chắc là trong đầu chúng ta nghĩ là cái gì đó thì chúng ta sẽ biết. Thí dụ ta nghĩ tới rau sam, Berkshire, ta nghĩ tới hành thì ta biết là onion. Onion thì nó có nhiều cái onion lắm. Cái white onion, hành trắng, củ hành trắng. Rồi sweet onion, củ hành ngọt. Rồi purple onion, đó là củ hành red onion, củ hành đỏ. Đó, nhiều cái củ hành lắm. Còn hành á, hành cộng á, thì là spring onion đó, hay là green onion, hành cộng. Còn cái hẹ thì là leek, là hẹ, L-E-E-K. Đó. Khi chúng ta muốn học về các cái loại rau gia vị thì chúng ta tự soạn cái chương trình, rồi chúng ta dùng cái nghệ thuật tự ghi hình để tạo ra cái câu chuyện. Sau khi có câu chuyện thì chúng ta cất cái câu chuyện đó lên lên cái Facebook hay là lên cái YouTube của mình đó. Rồi thỉnh thoảng lúc mà rảnh rỗi thì chúng ta có thể mở xem lại, ôn đi ôn lại đó. Tức là và khi nói thì chúng ta sẽ tập nói bằng tiếng Anh. Thí dụ là tôi thích ôn tập môn tiếng Anh mỗi buổi sáng thì I like to review English every morning. Đó. I like to review English every morning. Buổi sáng thì tôi tập thể dục. I exercise every morning. Tôi tập thể dục mỗi buổi sáng. I review English every morning. Tôi ôn tập môn tiếng Anh mỗi buổi sáng. I like my job. Tôi thích công việc của tôi. Cứ như vậy. Ta tự phát âm. Rồi có lúc thì ta viết. Có lúc có cái chữ nào mà ta cần xem hình thì ta dùng Chrome. Cứ mỗi ngày để ra khoảng 40 phút cho một bài học. Chúng ta đã vừa làm vừa soạn bài
vừa soạn bài, tức là đóng vai trò thầy giáo. Chúng ta vừa học cái bài đó, tức là đóng vai trò học trò. Thành ra chúng ta làm cái nghề gọi là nghề dạy học. Chữ dạy học này tiếng Mỹ khó dịch lắm. Nó dịch là teacher là thầy giáo, hoặc là professor là cũng là thầy giáo, là giáo sư. Nhưng mà trong tiếng Việt tôi là thầy giáo thì người ta còn nói là tôi làm nghề dạy học. Tức là lúc dạy thì tôi làm thầy, mà lúc học thì tôi làm trò. Ngôn ngữ cũng có vấn đề lý thú lắm, đúng không? Chào. See you again. See you next time. See you tomorrow. Rất rất nhiều cái see you.